Thưa quý vị, theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay, cử tri thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của kỳ họp. Để đạt nhiều nguyện vọng góp phần phát triển thành phố, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình kỳ họp, mong muốn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố đưa ra các biện pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề người dân quan tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại các quận Cẩm Lệ và Sơn Trà. Nhân thành phố Đà Nẵng nói chung, cá nhân tôi nói riêng, hy vọng rằng là lãnh đạo thành phố sẽ có những cái suy nghĩ, những các cái đường lối, cái quyết sách thật tốt để làm sao Đà Nẵng chúng ta trở lại những cái ngày bình thường trước cái dịch Covid-19, nhất là phát triển về du lịch, về kinh tế cũng như về đời sống cho nhân dân. Tôi mong muốn Hội đồng Nhân dân thành phố, thứ nhất là về cái bức xúc của xã hội, thứ nhất là về an toàn giao thông. An toàn giao thông là cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Thứ hai là môi trường, còn đôi chỗ mình cũng cần phải khắc phục tí nữa để cho hoàn chỉnh hơn. Thành phố mình cũng là một trong những thành phố có những chính sách rất kịp thời đối với người dân. Nhưng mà hiện nay về cái tình hình thuế đất rất là cao, mà nếu như thuế đất theo hiện nay theo như quy định đó, có nghĩa là mình phải theo cơ chế thị trường, nhưng mà người dân ở thực tế thì nên có cái chính sách thế vừa phải đối với người dân về cái thuế đất. Tức là bây giờ chúng ta là xây dựng chính quyền đô thị rồi, như vậy là ở cấp phường, ở cấp quận chúng ta không có hội đồng nhân dân mà chỉ có hội đồng nhân dân ở cấp thành phố, như vậy cái vai trò của hội đồng nhân dân thành phố rất là nặng. Như vậy đề nghị chúng ta tăng cường cái việc giám sát thực hiện các chủ trương chính sách của đảng. Thì trong đó về cái nghị quyết 76 thì đề nghị Hội đồng Nhân dân phải giám sát việc thực hiện cho đúng thời gian để đáp ứng được cái nguyện vọng, những cái yêu cầu của người dân, để tạo một sự đồng lòng, đồng thuận của người dân. Chuyển sang một số thông tin kinh tế, thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 86 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống. Phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, chủ yếu cho nền kinh tế. Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu theo chiến lược tài chính và chiến lược phát triển ngành ngân hàng, như quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP.